Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 16 tháng 10 năm Đinh Hợi. Được sự phân công của chủ nhà là Bác Khôi và Bác Khiêm, mình sẽ là chân quay phim. Hôm nay là đổ mái nhà của nhà Bác Khiêm. Đấy. Được gia chủ trả 3 củ tiền công quay phim, nhưng mà không biết là củ gì. Đây là con đường lại nhà Bác Khôi này. Máy đã làm từ 6 giờ, bây giờ đang là 6 giờ. Gần 7 giờ rồi. Người thấy bảo 6 giờ 15 là bắt đầu đổ mái mà. Đây, toàn cảnh đây là. Đấy. Đây là nhà xây đây. Ôi trời ơi. Trên mình là xây là sử dụng máy trộn bê tông loại nhỏ. Cát sỏi xi măng là trộn vào, xong lúc là sử dụng cái tời này kéo lên đổ. Đấy, kéo lên từng xô nhá. Kéo lên từng xô xong lúc là sử dụng xe rùa. Rồi sao đan sắt mà xe rùa đi được rồi nhỉ? Đây, bây giờ đi lên này. Đây là thuộc xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Hiện nay đã thuộc thành phố Yên Bái. Đấy. Đây là cổng của bác lên. Úi xời, ngon luôn. Sau này sẽ làm cổng to, vật vã ra đây, đi cho nó phê sướng. Đây, nhà anh chị Thủy cũng đào đất đây chuẩn bị xây rồi. Vì giống xây nhà này nó lây, tại vì ta cứ nhìn thấy đẹp và thích là xây. Ôi trời ơi. Đây, tạm thời thì mình ngồi uống nước đây. À, sợ. Chanh đường à. Làm hôm nước đã nha. Ôi trời ơi, có khoảng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17 17, 18 người. Có một anh đứng điều khiển máy này. Một hội các chị bên này là xúc cát đổ vào. Một bên bên phải là xúc đá đổ vào này. Máy liên tục chạy ào ào. Bê tông đâu đổ ra đến đâu là được hút lên đến đấy. Ngon lành chưa? À phải đến 20 người đấy. Đồng phết. Nhà rộng lắm, ở quê này nhà toàn là tầm 150-160 m², đất thoải mái mà. Mình thích xây bao nhiêu thì xây, đủ lực xây bao nhiêu thì xây chứ. Thế là xây khoảng tầm 150-160 m², chia ra 4-5 phòng ngủ, 3-4 phòng ngủ. Ở cho nó tẹt ga luôn. À, bây giờ cùng nhau đi trèo lên xem tình hình nó như thế nào. À, để mình xỏ tay vào cái cam này không rơi bố mất. Chị. Ôi trời ơi, rộng lắm. Đây. Đây. Đây à. Đây à. Đi đằng sau không nào. Ôi giời ơi. Mình mong bao la. Ai à? Cửa sổ nhà đây găng tay. Cửa sổ nào? Ok ok. Có à. Cửa sổ nào nhỉ? Đây. Găng tay nào? Nhớ biết găng tay nào nhặt tất. Hey. Găng tay loại gì? Đấy, cái này nữa. Ngon chưa? Đúng, đúng à?
Có mỗi cọ ra. Số con à? Lần này à? Đấy, có gì nữa không? Lên đây. Đang đi lên đây. Cái tay bỏ nếu tờ tay mà cái tay chắc cái tay cầm sẻ nhau. Mẹ Ôi, đây rồi. Bê tông mang lên là được các xe rùa vận chuyển lại đổ đấy. Mời các bạn xem một vòng view nhé. Đấy, trước nhà là mênh mông bao la bát ngát. Hướng nhà là hướng nam. Nhìn công trường chưa? Ôi trời, ở đây chú lên cả TV đây. Không lên hả? Cái đếm đếm này mà. Ôi, phải lên thì mới có cái đếm được. Mày đếm cái người lên người cũng mày bêu tao. Kiểu gì là chú cũng có mặt ở Facebook rồi, bây giờ không thể ra được khỏi đây nữa rồi. Gì? Đây có những cái hòn đá đây. Rồi. Đổ đâu cây này. Ông mình đi mình chở nặng này là đi nó còn đi sát hơn. Nào bây giờ chúng ta sẽ đi lên ở đằng sau phía ta luy đằng sau nhà để ngắm toàn cảnh. Đây trồng rất nhiều quế nhá. Ôi chết rồi. Cái này là bao vây hết rồi à? Đường này có đi qua được không nhỉ? À qua được, qua được, qua được. Ây. Ta luy khá cao. Nhưng mà đất ở đây khó có thể là
sụt được. Nên cái đất này nó nhiều cỏ, nhiều cây, nó lâu ít ngấm nước lắm. Đấy. Đi thẳng lên trên gò này. Trên gò này toàn là quế thôi. Nhiều tơi nhện ạ. Đấy. Góc quay mọi người đang làm rồi. Nhìn thấy nó toàn cảnh. Nhà siêu to khổng lồ. Chiều rộng khoảng tầm 4-15 mét. Chiều sâu tầm 11-12 mét. Đó, rồi tầm 160 mét vuông, 15 x 11 chẳng hạn. Đấy. Bắt được nhiều ốc chưa bác ơi? Đấy, ngon luôn. Đổ đến đâu là cán đến đấy, ngon lành cành đào luôn. Ơi, phải đổi chỗ ngay chứ. Đơn giản thôi, là ở dưới là người đảo cho vào máy. Ui, bục cái đít sổ kìa. Cẩu lên đến đâu xe rùa chở đổ các gầm này trước này. Không có những cái máy mà mày để thò xuống để cho nó rung cát đá, nó chạy lấp đầy lỗ của các gầm là chính, chịu lực chính, sắt nhiều. Ở trên này sắt đan một lớp thôi, tuy chắc từ 13. Đấy, cỏi rất là nhiều nhá. Sau khi đổ lên thì có một người cán này, cán đi cán lại. Còn anh Chiến kia là ví dụ những cái mà rác, những cái cây que bằng gỗ ấy mà nó lẫn vào thì trong quá trình ấy thì ông ơi đi nhặt đi. Đấy, nhặt đi thì sau này nó không có những cái lỗ, nó bền hơn. Quá đẹp. Ở quê không tính tiền đất, chỉ tính tiền xây thôi. Đất mênh mông, đất nhà bác Khôi đây nhá. Đằng sau những cái này chỉ cần đào đi, đằng kia cũng đất này. Bao là mình mông bát ngát ra tận đằng kia, để xây có chục cái nhà cũng được. Đồng ngồi quá, có chú Cương này. Tiếng xong rồi, một tiếng xong một chỗ này là 2, 3, 4, 5. Chắc sẽ đổ đến khóa trưa. Khóa trưa là xong. And with the girls we handy.
đã được 2 ô rồi, khoảng tầm hơn 1 tiếng một tí đã được 2 ô rồi. Thì sẽ tự nhiên là còn 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đó là 3 tiếng rưỡi nữa đi thì là xong. Thì tổng nổ này hết khoảng 4 tiếng rưỡi, cho là 5 tiếng. Nên phết. Đấy, chỉ có mỗi vật liệu xây dựng là sẵn rồi, chỉ cứ đào đổ rung cho nó xuống cũng hết. Rồi là cào ra, san ra, cán, dùng trước cán cho phẳng. Thế là xong xuôi. Ba xe rùa chở liên tục. Đấy. Cái âm này không thể ốp được sát nên bê tông nó vẫn rơi xuống một ít rồi. Rung nó rơi xuống đấy. Không thể ép sát hết cỡ được. Hết cỡ rồi. Chúng ta nhanh phết. Buổi sáng đến gần trưa. Ây da. Úi dồi ôi. À cục đá lẫn đất. Cho một cuốc Ahamu đây. Cặp cái là biết bao nhiêu rồi. Chào bà con. Xin chào bà con. Đây là anh chạy Ahamu lấy tiền về xây nhà đây. À chưa. Áo đồng phục đẹp thế. Kinh chưa? Mỗi ngày chạy mười mấy tiếng. Mỗi ngày chạy lấy một củ là hơn một năm là xây thôi, có gì đâu. Quá ngon, yeah. Một ngày một củ à bác? Một ngày chạy lấy một củ. hai củ thế nửa năm là xây thôi, có cái gì đâu, đơn giản. Rồi bây giờ ta xuống phía dưới xem như thế nào nhỉ? Ui đi men chỗ này cũng không phải là đơn giản đâu nhá. Ngã bốp xuống vỡ mật. Chỉ vừa một người đi thôi. Ui rồi. Đây chui ra đây cho nó an toàn. Đấy. Đất làm nhà đây. Giới thiệu với các bạn, đây là ông đây là ông chủ thầu. Xin chào, hello. Xin chào nhà quay phim nhá. Thank you.
đây là phía sau nhà, rộng lắm. Nãy đứng xa thôi, bây giờ đứng gần mình thấy rộng mênh mông mà là bát ngát. Đây là ngõ nghe vào trong này. Đây là cái này có nhà vệ sinh nha. Đi. Đi. Chúng ta ngắm phía đằng trước của nhà. Bây giờ là ai à? Đấy, đây là bà chủ, bà chủ thầu nhà. Nhà đang ấy thịt bò. Ôi giời ơi. Dạ. Ô xin mà chủ nhà cũng được, quan trọng. Đây là thịt bò. Ai xả vào trong cái sở liên xiên xiên. Ồ.